Chào mừng các em đến với bài giảng điện tử Elenin tỉnh Hậu Giang. Các em thân mến, như chúng ta đã biết, Nhật Bản là quốc gia quần đảo thuộc khu vực Đông Á. Đây là quốc gia có số dân đông thứ 10 trên thế giới, trong khi diện tích lãnh thổ xếp hạng thứ 62 trên thế giới, chỉ dẫn hơn Việt Nam một chút. Sau khi chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc, Nhật Bản là một quốc gia bị bại trận, chịu hậu quả nặng nề sau chiến tranh. Hầu như tất cả mọi thứ phải xây dựng lại từ đầu trên một quần đảo nghèo tài nguyên và lắm thiên tai như thế. Song dân tộc Nhật Bản đã làm nên một điều hết sức kỳ diệu là đã biến đất nước của họ chỉ trong một thời gian rất ngắn lại vươn lên trở thành một nước có nền kinh tế đứng hạng thứ 2 trên thế giới sau Hoa Kỳ, và hiện nay là xếp hạng thứ 3 trên thế giới sau Hoa Kỳ và Trung Quốc. Vậy điều kỳ diệu đó đến từ đâu? Mời các em cùng tìm hiểu bài tiếp theo. Đó là bài 9, Nhật Bản thiết một, tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế.